Hello, hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Xúc Cảm Vlog. Hôm nay thì Johnny và các bạn sẽ cùng nhau đi khám phá chiếc Toyota Yaris Cross phiên bản S. Phiên bản có giá bán là 730 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Với các cái màu sắc đẹp hơn thì em nó có giá bán là 738 triệu và 742 triệu. Chiếc này thì có ngoại thất màu xanh, nhìn khá là ấn tượng, không phải màu đen các bạn nhé. Đây là cái màu xanh. Yaris Cross thì sẽ nằm dưới một chút so với Cobra Cross nằm ở bên cạnh kia. Em này thì sẽ có động cơ nhỏ hơn một chút này, có kích thước nó nhỏ hơn một chút này, tuy nhiên thì trang bị bên trong thì không thua kém một chút nào anh em nhé. Với Yaris Cross phiên bản máy xăng, em nó sẽ dùng động cơ 1.5 lít 4 xi lanh, công suất là 105 mã và 138 Nm các bạn nhé. Thiết kế thì mình thấy là nó còn hầm hố và khỏe khoắn hơn so với Cobra Cross. Chúng ta sẽ đi đến phần đầu của chiếc Yaris Cross này. Em nó sẽ có lưới tản nhiệt hình thang bo tại các góc, làm từ nhựa bầu đen ở bên trong và được làm khá là kín anh em nhé. Nó sẽ hở một chút ở phía dưới này, ở phía góc này, phía trên thì được làm kín này. Logo Toyota này, có camera trước thì các bạn biết là nó uy tín như nào rồi, sẽ có camera 360 độ. Phía dưới thì em nó cũng sẽ có các cái khe hút gió này. Em này thì phần đầu xe có cảm biến lắp ngay ở phía trên cái đèn gầm sử dụng công nghệ LED, và đèn pha cũng là đèn pha LED, thiết kế khá là ngầu và có đèn định vị LED ở phía trên, không ăn khớp với cụm lưới tản nhiệt và nó tách biệt một chút bởi cái khung sơn trùng bằng ngoại thất anh em nhé. Nắp capo nó sẽ có một cái đường viền và có cái cao su gioăng ở bên trong này. Đây chính là tổng thể phần đầu của chiếc Toyota Yaris Cross phiên bản S có giá bán là 730 triệu đồng tiêu chuẩn tại thị trường Việt Nam. Có hai cảm biến ở phía trước kết hợp với camera trong hệ thống camera 360 độ anh em nhé. Đây chính là chiều ngang của chiếc Toyota Yaris Cross phiên bản S. Chiếc xe này sẽ có kích thước là hơn 4,3m. Nó nhỏ hơn một chút so với Cobra Cross có kích thước là hơn 4,4m anh em nhé. Chiều dài trục cơ sở của em này là 2620mm, nhỏ hơn so với Cobra Cross 20mm và nó cao hơn so với HRV là 10mm. Chiếc này cũng có khoảng sáng gầm là 210mm, khá là ấn tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ mâm. Cả hai phiên bản của Yaris Cross đều sẽ được trang bị cái bộ mâm này, kích thước là 18 inch. Lốp của em này là lốp 215/55, thương hiệu lốp là của Bridgestone. Cái bộ mâm sơn hai màu dạng xoáy, màu bạc bên ngoài và màu đen ở bên trong. Chúng ta có phanh đĩa này. Vò bánh trước và vò bánh sau của Yaris Cross sẽ được ốp nhựa để sần anh em nhé. Hai bên thân thì cũng sẽ ốp nhựa ở phía dưới, có kết hợp với chi tiết màu bạc anh em này. Tay nắm cửa sơn trùng vào ngoại thất, bên này thì sẽ không có cái cảm biến để các bạn đóng mở bằng vân tay. Gương chiếu hậu thì sơn trùng màu ngoại thất ở phía trên, phía dưới ốp nhựa màu đen, có camera hai bên trong hệ thống camera 360, có giải LED báo rẽ ở phía trên này. Đó, nhìn uy tín cho anh em, chỉnh điện anh em nhé. Và có chân kính phía dưới thì ốp kim loại mạ chrome, ở cột B thì ốp màu đen, phía trên cũng ốp màu đen này, có thanh dây trên mái các bạn này. Phía sau chúng ta sẽ có gì? Đây chính là cái bộ mâm 18 inch dùng lốp Bridgestone ở phía sau, cũng có kích thước lốp là 215/55 và phanh sau cũng là phanh đĩa các bạn nhé. Phanh sau cũng là phanh đĩa. Đây, hệ thống giảm xóc ở bên trong này các bạn này. Đó. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ đi ra cái phần đuôi của chiếc Yaris Cross này. Phần đuôi thì các bạn sẽ thấy là nó khá giống với Cobra Cross đứng ngay bên cạnh đây. Đây chính là phần đuôi của Cobra Cross phiên bản V. Còn đây chính là phần đuôi của Yaris Cross phiên bản S các bạn nhé. Cụm đèn hậu thì nó sẽ có thiết kế hơi khác biệt một chút này, sử dụng công nghệ LED, tuy nhiên trông nó nhỏ nhắn và nó mỏng hơn so với chiếc Cobra Cross ở bên kia. Logo S phiên bản S sẽ nằm ở phía dưới đây. Logo Toyota chính giữa và có camera phía sau trong hệ thống camera 360. Đây chúng ta có logo Yaris Cross anh em này, nó tổng thể phần đuôi của chiếc Yaris Cross này anh em có thể quan sát. Phía dưới thì sẽ có cản ốp nhựa màu đen kết hợp với màu bạc, không có ống xả để lộ ra. Phía sau cũng sẽ có hai cảm biến anh em nhé, một cảm biến ở đây và một cảm biến ở đây. Trước hai cảm biến, sau hai cảm biến kết hợp với camera 360 độ. Ở đây chúng ta sẽ có cửa cốp thì mở cơ, các bạn ấn cái gió nâng lên. Đây chính là không gian chứa đồ của chiếc Yaris Cross phiên bản S, có dung tích là 458 lít, còn với chiếc phiên bản hybrid kia thì là 452 lít. Đây xuống dưới này thì chúng ta sẽ có gì, một cái không gian để đồ khác nằm phía dưới này anh em nhé. Đó, các bạn có thể để được những cái đồ nhỏ ở đây, và cái không gian để đồ này thì nó sẽ được làm hơi thấp xuống một chút này. Bên trong này chúng ta còn một cái ngăn nữa, các bạn có thể để cái phụ kiện để cứu hộ khi xe gặp sự cố này, không dùng đến các bạn sẽ đậy vào như này. Đây có cả một cái tấm chắn ở phía trên này, kéo ra này, sau đó các bạn thả ra thu vào, các bạn sẽ gác nó vào vị trí này, nó sẽ giữ lại đây, bên này cũng thế anh em nhé. Thôi sẽ bỏ nó ra để cho nó chống. 458 lít là cái dung tích khoang hành lý của Toyota Yaris Cross. Các bạn không dùng đến thì các bạn sẽ đóng vào, vẫn là đóng cơ, đóng mở cơ đấy các bạn. Đó,
cái cụm đèn hậu khi nó phát sáng thì trông nó như thế này anh em này. Đó, nhìn cũng khá là đẹp anh em nhé, nhìn nó góc cạnh và tinh tế hơn so với chiếc Cobra Cross. Phía trên thì chúng ta cũng có cánh lướt gió trên mui này, có vây cắm ở phía trên này. Đó là tổng thể ngoại thất của một chiếc Toyota Yaris Cross phiên bản S, tiêu chuẩn 730 triệu, màu đẹp hơn thì là 738 và 742 triệu các bạn nhé. Đó là phiên bản Yaris Cross S nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Tuy nhiên trong từ giờ đến tháng 12 năm 2023 thì Toyota Việt Nam cũng đang ưu đãi cho khách hàng mua Yaris Cross 50% phí trước bạ, giống hệt như xe lắp ráp trong nước luôn, để cho nó uy tín các bạn nhé. Đây các bạn ngắm lại một vòng chiếc Yaris Cross phiên bản S, phiên bản dùng động cơ máy xăng 1.5 lít. Với tay đóng cửa và bắt đầu khám phá không gian khoang cabin của một chiếc Toyota Yaris Cross phiên bản S các bạn nhé, phiên bản dùng động cơ máy xăng, giá bán tiêu chuẩn là 730 triệu đồng, với màu sắc cao cấp hơn thì giá bán là 738 và 742 triệu đồng. Phiên bản HV đang đỗ ở bên kia sẽ có giá bán là 838 triệu đồng các bạn nhé, phiên bản Hybrid anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá xem nội thất của một chiếc Toyota Yaris Cross phiên bản S máy xăng được trang bị những gì. Đầu tiên mình thấy là ấn tượng nhất chính là cái vô lăng này, thiết kế khá đẹp anh em ạ, được bọc da, tuy nhiên cái chấu này hơi nhỏ, có lẽ là nhiều anh em mua về sẽ bọc thêm một cái lớp vỏ bên ngoài. Em này thì có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng các bạn nhé, mặc dù động cơ chỉ là hơn 100 mã lực thôi, 100 mấy mã lực và 138 Nm, đó là cái sức mạnh của chiếc Toyota Yaris Cross S động cơ 1.5 lít 4 xi lanh máy xăng. Tiếp theo ở đây chúng ta có các phím bấm khá là quen thuộc, phía trên này có chip này, mic này, ra lệnh bằng giọng nói này, tăng giảm volume này, kích hoạt camera nó sẽ xuất hiện ở trên này các bạn nhé. Camera 360 độ của chiếc Yaris Cross này nó sẽ được kích hoạt trên vô lăng luôn. Và đây là cái cụm inter và trái phải lên xuống. Bên này chúng ta sẽ có, wow, chiếc này cũng được trang bị khá nhiều các công nghệ hỗ trợ người lái cũng như hỗ trợ lái xe trên cao tốc anh em ạ. Cái này là cảnh báo lệch làn và giữ làn đường này. Có Adaptive Cruise Control này, đó, xịn sò chưa, trong gói Toyota Safety Sense này. Nút Drive Mode nó tích hợp ở trên này luôn. Và đây chúng ta có đàm thoại rảnh tay này, nút Mode này, Next Bài này. Đây là cái cụm mà cũng khá là hay ho các bạn nhé. Nó để cả cái nút Drive Mode ở trên này luôn, không phải là cái nút riêng biệt ở phía dưới này, mà nó để ở trên này, các bạn có thể chuyển chế độ lái. Đây các bạn này có các chế độ lái gồm Eco này. Ủa? Mỗi Eco, à, Eco Most, và nó sẽ thay đổi có PWR và không có PWR, chứ không phải là Eco hay là Normal hay là Sport rồi anh em. Đó, mình cũng chưa hiểu cái này lắm, thôi cái này bỏ qua đi anh em. Đó, vô lăng này chỉ được bọc da anh em nhá. Phía trên này thì có ốp một chút kim loại này. Đèn các bạn sẽ cài đặt ở cái cần phía sau này. Đây là cái cần gạt mưa. Phía bên góc này thì chúng ta sẽ còn các cái phím bấm với một số cái tính năng khác các bạn có thể dùng ở đây. Có 1 2 3 nút chờ. Ngoài ra thì cũng có khá nhiều cái nút bấm hay ho ở đây. Với thanh cửa của Toyota Yaris Cross thì anh em sẽ thấy là có được bọc da này, ốp nhựa màu đen này, thiết kế cũng khá là ấn tượng. Tay vị trí để các bạn kéo và mở cửa thì làm từ kim loại mạ chrome. Phía bên ngoài này là cái bộ khung làm từ nhựa màu đen. Trên này thì bọc da này. Phía trên này thì có một chút vải màu xanh tương phản với cái màu đen tổng thể, và có cái cửa gió điều hòa phía trên này. Với Yaris Cross S thì sẽ có chỉnh điện ở ghế lái, tuy nhiên ghế phụ thì là chỉnh cơ các bạn nhé, ghế phụ chỉnh cơ. Đây các bạn thấy này, vô lăng của em này, đây là cái điểm ấn tượng đầu tiên. Tiếp theo phía sau vô lăng chúng ta sẽ có một cái cụm màn hình kết hợp giữa hai cái cụm điện tử các bạn nhé. Đây là cái kiểu thiết kế khá giống với người anh em Toyota Ray, bởi vì Toyota Ray và Yaris Cross thì đều nằm trong tập đoàn Toyota và được phát triển bởi công ty con Daihatsu. Đây là một nhánh của nhà Toyota anh em nhé. Và cái màn hình này nó giống với Toyota Ray, tuy nhiên cái bên này cũng là một cái cụm để hiển thị điện tử này, bên này cũng là điện tử, và các bạn sẽ hiển thị được rất nhiều các thông tin khác nhau. Nói chung là với cái mức giá này thì cái màn hình này cũng khá là ok, nó không phải là kết hợp giữa analog và điện tử giống như hầu hết những cái mẫu xe tầm trung này khác các bạn nhé. Với Toyota Yaris Cross thì em nó sẽ được trang bị màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước là 10 inch các bạn nhé, khá to và đặt nổi giống như Toyota Ray đấy anh em. Chúng ta sẽ về home ở đây, có phone này, kết nối với Android Auto, Apple CarPlay này, Vehicle Information này, radio này, Bluetooth này, USB iPod này, setting này. Đó, khá là xịn sò, kết hợp được kết nối được cả với Android Auto và Apple CarPlay, là cắm dạng cắm dây anh em nhé, không phải là dạng không dây. Bên này chúng ta có thể nghe được đài này. Trên cái màn hình này chúng ta cũng có thể quan sát được camera 360 độ Yaris Cross, kích thước chỉ là hơn 4,3 mét, tuy nhiên cũng có camera 360 độ, đó, nó hơn so với Honda HR-V chưa anh em. Đây có camera 360 độ này, và các bạn có thể xem nào,
chạm vào đây, không biết là thay đổi các kiểu góc nhìn như thế nào, có lẽ là phải bao rờ. Tuy nhiên thì với cái công nghệ camera này thì chúng ta cũng có thể quan sát được cái không gian xung quanh. Tuy nhiên theo như cảm nhận của mình thì cái chất lượng camera của Toyota thì nó hơi kém anh em. Đây này, nó bị vằn vằn và mờ mờ này, chất lượng này phải chỉ tầm khoảng 480 đấy, chưa đến 720 đâu anh em ạ. Nói chung là có camera 360 độ nó cũng hơn. Các bạn có thể nhìn được thấy các cái bộ bàn ghế xung quanh đang đặt bên trong showroom này. Thôi bỏ qua, mình sẽ tắt nó đi. Nói chung à, đây các bạn có thể thay đổi góc cam. Đây là cái góc cam hai bên này, các bạn nhìn đấy, chất lượng thì nó không được ok cho lắm. Mình sẽ đổi góc cam tiếp này. Đây là góc cam phía trước của xe này. Đó, đây là thoát này. Vào thì nó sẽ hiển thị cam trước này. Cam lùi thì các bạn sẽ vào R anh em nhé. Nói chung là cái màn hình này có được cam 360 cũng là ok rồi. Một chút nữa thì chúng ta sẽ khám phá thêm. Ở đây chúng ta có cửa gió điều hòa, đèn hazard. Đây là hệ thống điều hòa tự động ở phía trước. Các bạn điều chỉnh hướng gió này, off này, auto này, điều chỉnh nhiệt độ bên này, điều chỉnh lượng gió bên này, AC lấy gió trong lấy gió ngoài, sấy kính phía trước, sấy kính phía sau. Trên cái cụm được thiết kế cũng khá là tinh tế ở đây. Phía dưới thì chúng ta có nút khởi động engine start top và có cổng sạc dạng wow, cổng sạc dạng Type C 3.0A luôn các bạn nhá. Cổng sạc cũng như kết nối với điện thoại thông minh. Bên trong này thì có một cái nút gì đây, nó có cái đèn các bạn ạ. Và có đế sạc điện thoại không dây. Wow wow wow, đây là một cái trang bị ăn tiền của Jarrett Cross này. Mặc dù có giá bán chỉ là hơn 700 triệu đồng cho phiên bản S này thôi, tuy nhiên cũng có rất nhiều các cái cổng sạc cũng như các cái chế độ sạc khác nhau anh em nhá. Và trong cái cụm này cũng là có một cái điểm ăn tiền của Jarrett Cross, có nút khởi động thông minh ở trong này, nó đặt hơi thấp ở trên này. Và nguyên cái cụm này nó sẽ hơi xoay ở vị trí người lái một chút các bạn nhá. Đây cái góc này các bạn sẽ thấy nó hơi xoay ở vị trí người lái này. Cần số thì đặt ở chính giữa đây, được bọc da bên ngoài và là cần số dạng truyền thống. Các bạn kéo xuống có PRND, các bạn đẩy sang vị trí ghế phụ thì là sang S. S thì các bạn có thể dùng được cái lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng này. Em này cũng có phanh tay điện tử, có auto hold. Wow, đúng là em này đúng là sẽ là một chiếc xe cũng rất ra gì khi ra thị trường đấy anh em ạ. Trang bị khá là tận răng luôn anh em nhé. Cam 360 này, có auto hold, có phanh tay điện tử, có đế sang điện thoại không dây, có màn hình điện tử sau vô lăng này, có lẫy chuyển số để vô lăng thiết kế đẹp này, có adaptive cruise control này, có cảnh báo lệch làn và giữ làn đường này. Wow, rất nhiều những cái tính năng hay. Và dưới này chúng ta sẽ còn một cái khay để đồ, các bạn không dùng đến thì có cái này có lật gật nó ra thì nó sẽ là một cái khay để cốc luôn anh em nhé. Ở trên này không có khay để cốc, tuy nhiên dưới này thì có khay để cốc. Và đây chúng ta có hai khay để cốc luôn anh em ạ, hai khay để cốc ở đây, không dùng đến các bạn gạt lên. Thiết kế khá là tinh tế. Còn các bạn có thể để cái chai nước nó sâu xuống phía dưới. Còn đây chính là chìa khóa của em nó này, đó chìa khóa của chiếc Jarrett Cross phiên bản S. Bệ thì tay được thiết kế nhỏ nhắn nhưng mà cũng được bọc da anh em ạ. Và các bạn gạt lên thì chúng ta sẽ có một cái không gian để đồ phía dưới, có một cái cổng sạc dạng tẩu thuốc ở bên trong này anh em nhé, không dùng đến các bạn sẽ gật lại. Còn đây chính là cái ghế ngồi, ghế phụ tại chiếc Toyota Jarrett Cross. Chiếc này là phiên bản S, không phải phiên bản Hybrid. Tuy nhiên cũng có chỉ khâu màu xanh. Tuy nhiên ghế ngồi thì không có đục lỗ thông hơi anh em nhé. Tuy nhiên được trang bị cũng khá là ok. Đây các bạn nhìn, ghế ngồi khá là chắc chắn. Tựa đầu này, đó là không gian hàng ghế trước của chiếc Jarrett Cross phiên bản S, phiên bản có giá bán tiêu chuẩn từ 730 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Phía dưới này thì cũng có một cái đường lai màu xanh làm từ vải anh em ạ. Ghế phụ chỉnh cơ, ghế lái chỉnh điện, không có nhớ vị trí. Đó là toàn bộ không gian khoang cabin của một chiếc Jarrett Cross, anh em có thể khám phá cùng mình. Tiếp tục mở cửa và bắt đầu khám phá cái hàng ghế thứ hai của chiếc Toyota Jarrett Cross 2023 phiên bản S này các bạn nhé. Nội thất ở hàng ghế thứ hai cũng được bọc da, có chỉ không màu xám, không có chỉ không màu xanh như hàng ghế trước. Chúng ta sẽ có ba cái vị trí tựa đầu riêng biệt này. Vị trí giữa thì cũng có bệ tỳ tay, các bạn sẽ gạt xuống và có hai khay để cốc ở đây. Hàng ghế sau thì cũng có cửa gió điều hòa, cái trục dẫn động ở phía dưới này nó được làm hơi nhô lên một chút thôi, tuy nhiên nó không cao. Người ngồi giữa vẫn có thể để được lên trên hoặc là để sang hai bên các bạn nhé. Đây là cái khoảng không dành cho người ngồi tại hàng ghế thứ hai, có thể duỗi chân. Ở phía trong này chúng ta có một cái không gian để các bạn đút chân xuống đây nhé. Đây, bây giờ thì mình sẽ lên xe và ngồi thử cùng với anh em. Đây, mình cao 1m65. Lên xe thì mình cảm giác được là cái ghế ngồi của chiếc này ngả khá là ok. Các bạn nhìn góc này sẽ thấy này, cái độ ngả của ghế rất là tốt luôn. Và có cái bệ tỳ tay thế nên ngồi nó thoải mái hơn. Chiếc này, cái ghế lái thì mình đã trượt và có thể ngồi ok rồi. Phần sau thì mình vẫn thấy là có đầu gối mình lên đến đây là khoảng không cũng khá là lớn, khoảng 20cm nữa anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ đóng cửa lại để xem cái khả năng cách âm các bạn nhé. Đây, mình có thể đóng cửa lại đi. Wow, cách âm khá ổn anh em ạ. Không biết chạy như thế nào, tuy nhiên cách âm môi trường tại vị trí đứng yên thì khá là ok. Hàng ghế sau thì không có cái gì đặc biệt anh em ạ. Đây, có hai cái cổng sạc dạng Type C xuất hiện ở phía dưới cái cửa gió điều hòa, cũng là một cái chi tiết ăn tiền của Toyota Jarrett Cross đó anh em.
Còn cái không gian thì mình thấy là ok. Chiếc này có chiều dài trục cơ sở là 2620mm, nó dài hơn so với Honda HR-V là 10mm. Đó, cái khoảng không như thế này là ok cho một mẫu xe 5 chỗ ngồi rồi anh em ạ. Ngồi 4 chỗ thì nó thoải mái hơn. Tuy nhiên thì đúng là Toyota luôn có cái hàng ghế thứ hai vô cùng là ấn tượng, bởi vì cái độ ngả tốt này, ghế ngồi rất là êm, hai cái ghế chính nó được làm lõm xuống, không có đục lỗ thông hơi. Tuy nhiên thì chiếc này có da công nghiệp này, phía dưới thì cái mút khá là tốt anh em ạ. Mình rất ấn tượng với hàng ghế thứ hai của tất cả những cái mẫu xe nhà Toyota, từ Camry này cho đến Vios này hay là đến Corolla Cross đều có hàng ghế thứ hai ngồi rất thích anh em ạ. Còn đây là cái khoang cabin của chiếc Yaris Cross này. Đó, những cái điểm ấn tượng thì mình đã giới thiệu ở phía trước rồi. Còn đây là hàng ghế thứ hai. Em này thì không có cửa sổ trời anh em nhá. Phiên bản Hybrid ở bên kia thì mới có cửa sổ trời, còn phiên bản này thì không. Đó là chia sẻ nhanh của mình về hàng ghế thứ hai của Toyota Yaris Cross này. Còn bây giờ thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe yêu thích bằng cách đến showroom và khám phá các bạn nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.